để hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và Khát vọng Cống hiến. Tôi xin giới thiệu đến mọi người quyển sách Hồ Chí Minh – Hành trình 79 mùa xuân. Cuốn sách do Đỗ Hoàng Linh sưu tầm và biên soạn nhân kỷ niệm 43 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và cũng để thiết thực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp của Bác được tái hiện một cách vừa khái quát, vừa cụ thể qua các giai đoạn khác nhau. Bên cạnh đó, cuốn sách đăng tải nhiều hình ảnh hoạt động, chân dung của người trong các giai đoạn này, đồng thời đăng tải bút tích bản di chúc lịch sử mà người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Giai đoạn từ 1890 đến 1911 là tuổi thơ và sự trưởng thành dần về nhận thức của Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, đặc biệt là khi Nguyễn Tất Thành 21 tuổi. Giai đoạn này đã lý giải tại sao Nguyễn Tất Thành sớm có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, sớm có ý chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào và sớm xác định đúng đắn con đường cứu nước. Giai đoạn 1911 đến 1944, đây là giai đoạn Nguyễn Tất Thành lấy nhiều tên gọi khác nhau, trong đó có tên gọi Nguyễn Ái Quốc. Ngày 13 tháng 8 năm 1942, Nguyễn Ái Quốc lên đường sang Trung Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh. Đây là giai đoạn Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cách mạng đúng đắn và phấn đấu để thành lập Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Với suy nghĩ độc lập và nhạy cảm trước thời cuộc, ngay từ những năm đầu của tuổi thanh niên, Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Vì cho rằng phải sang tận các nước châu Âu, không nên quanh quẩn mãi ở các nước phương Đông như bao người đã làm và đều thất bại. Để hiểu rõ đế quốc thực dân, để tìm xem nhân dân các nước đã chống lại chúng bằng cách gì, và sau khi xem xét họ làm như thế nào sẽ trở về giúp đồng bào ta. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954, đây là giai đoạn Hồ Chủ tịch lãnh đạo toàn dân đấu tranh để giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược. Giai đoạn 1955 đến 1968, đây là giai đoạn Hồ Chủ tịch lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cuộc đấu tranh của toàn dân nhằm thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, tấm gương về đạo đức cách mạng, chung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng, người thương yêu tha thiết nhân dân lao động, gần gũi quần chúng và tin tưởng tuyệt đối vào khả năng và sức mạnh của quần chúng nhân dân. Đối với tôi và mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, không những được nhân dân Việt Nam mà nhân dân thế giới thừa nhận bởi những đóng góp to lớn đối với sự phát triển dân tộc và nhân loại. Và những giá trị ấy mãi mãi vẫn còn soi sáng để cho các thế hệ trẻ hôm nay có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, làm chủ cuộc sống,
trung với nước, hiếu với dân.